Tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Thiêm Zeit Forever được quy hoạch trên 3 lô đất mang ký hiệu 3.3, 3.7 và 3.11 thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị Thủ Thiêm với tổng diện tích 3,3 hectare. Quy mô khu đất dự án gồm 6 block căn hộ cao từ 12 đến 32 tầng, khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường 817 căn hộ. Tại dự án sẽ tích hợp các tiện ích như trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà hàng, phòng tập gym và yoga, dịch vụ spa. Theo thiết kế, tại khu đất này sẽ cho xây dựng 2 tòa tháp cao 25 và 32 tầng. Khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 300 căn hộ, diện tích từ 60 đến 200 m2, thiết kế từ 1 đến 4 phòng ngủ. Ở với lợi thế nằm dưới chân cầu Thủ Thiêm 1 được xem là vị trí đắc địa trên bán đảo Thủ Thiêm, nên từ dự án Thủ Thiêm Zeit Forever đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ chưa đầy 10 phút. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh dự án đang phát triển nhanh chóng, đa số các tuyến đường lớn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nên việc di chuyển đến các quận lân cận dễ dàng.